chào những người anh em. Giới thiệu các bạn là quay 125i Thắng Đầm. Đây là một trong những dòng xe hiếm hoi. Xe này mà giấy tờ mà hải quan chứng nhận nói với các bạn mua mệt mỏi lắm nha các bạn. Đời này nó là máy phu á, nó chung với lại hình dáng thiết kế đồ á là nhìn giống phu 2 các bạn. Việt Nam mình có phu 2 thì Thái Lan nó cũng sẽ có cái này. Việt Nam mình kêu là phu 2, nó kêu là quay 125i. Xe này đang Thắng Đầm. Chủ xe có vô nói em á là muốn lên Thắng Dĩ. Đi niền chấm 4.6. Thì sau khi mà hai anh em tâm sự và nói chuyện với nhau mình mới hiểu được là anh thấy cái Thắng này không an toàn. Thì anh mới muốn lo là Thắng Dĩ. Thì mình mới hỏi ngược lại bây giờ là em sẽ làm cho anh Thắng Đầm mà bóp ăn như Thắng Dĩ, anh chịu không? Với lại cảm giác nó không lỏng lẻo, anh nói được. Với lại khi mà lên Thắng Dĩ á, vấn đề ở đây không phải là tiền, hoặc là vấn đề ở đây không phải là sự an toàn nha, mà nó có một cái nữa, lệch pha màu. Bởi mình sẽ mua là phục trước nè, đầm nè, đầm trước. Từ Thắng Đầm các bạn lên Thắng Dĩ á, là ở trước này nguyên vàng mới, mà ở sau này nguyên vàng cũ. Và người chủ xe ở đây đó nha, người ta hiểu vấn đề đó nha, là người ta sẽ thấy sai liền. Bởi vì người ta cần một cái xe nó chì, màu chì. Màu chì là gì các bạn? Màu của cây bút chì hả? Hay là cái gì? Đó, khóa xe em có giữ không bác? Mấy xe này chủ xe giao cho em quyết định. Thì chủ xe nó hú. Cục đà này cũng kêu lớn nha. Thì em có chạy thử rồi. Là em tắt bấm đề lại cho các bạn. Đó, kêu lớn bộ. Thì ở đây mình nói với bạn hú á, là hú nồi nè, hú số nè, hú lửa nè, hú sinh cam nè. Thì bây giờ nếu mà làm nồi không kêu hết hú, em không đảm bảo. À vậy là anh nói tay cứ làm, miễn tay thấy vừa ý là được. Bây giờ em sẽ tiến hành em đã xe này ra. Chào anh, em làm hay anh làm hay người bán xe làm này, cái đó anh em mình không biết nha. Mời camera tới đây. Đầu tiên là anh coi kỹ nè, phải lấy nét nha. Xước, 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 xước. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng lấp bít tông. Bắt đầu lấp thì anh mới nói, anh giống như hôm qua anh còn sự lưỡng lự là có nên chẻ hay không chẻ, đúng không? Thì mình nói với các bạn á, nếu mà cái xe các bạn đi xuyên suốt mười mấy năm, 20 năm á, em không bàn. Nhưng mà khi mà cái xe các bạn đã xác định là mua lại á, thì thực sự là các bạn thấy là đa phần những người chủ xe sẽ đem đi làm lại, đúng không? Bởi vì ngay cái bản thân mình còn chưa biết đúng sai, mà sao mà cái xe mình mua của người ta, con của người ta mà mình tin được, đúng không các bạn? Đó, bây giờ nó mới thành con mình nè. Bây giờ bít tông là xước rồi đó, là một. Xe này nè, nồi là mở rồi. Đi lá bố độ nè, lá bố lô. Đó, đâu phải lá bố hãng đâu. Và không phải lá bố Thái luôn nha. Lá bố Thái lấy nữa em sẽ lấy cho anh coi. Rồi, nồi là làm rồi. Đó, nè anh coi cái nồi, anh cái chuông bị xét nè. Đó, hai lẻ sáu quay y 206. Thì bây giờ là em sẽ đem cái nồi đi làm, em thay lá bố. Chuồng heo này em cũng sẽ thay chuồng heo khác cho anh. Chuồng heo này tán rồi, coi dấu liver nè, tán chuồng heo rồi. Cái chuông này cũng thay nữa, dây cua nè. Cái chuông mà thay rồi nó dễ bị xét lắm, chuông dinh nó khó xét lắm phát. Đó, dấu tán liver quay cho kỹ. Rồi, lòng đúng ít tăng đa nha. Thì bây giờ em sẽ lên cốt 1 cho anh. Số là em sẽ thay bộ số mới, em chạy bộ số cũ. Camera quay chậm giùm anh đây nè, lá sắt đồ xét hết nè. À, quay mặt đứng, quay mặt đứng này, lá sắt này bị xé nè, lá sắt này không xé nè, là lá sắt này là người ta thay nè, lá sắt này mới lá zin nè, cặp ăn nhôm nồi này người ta có thay mới đó, cặp ăn nhôm nồi này là người ta thay mới nè. Đó, rồi khi mà em mở ra vậy em sẽ kiểm tra ốc xả nhớt cho anh, coi thử là có hư ốc xả nhớt gì không, em báo anh nha. Ron chân lòng lô em sẽ thay đây, ron chân lòng zin. Rồi thêm cái nữa là đầu bò. Đời này xe Thái chắc chắn là đầu bò phải OT các bạn. Đó, và em sẽ làm xuống bắp đồ lại, kiểm tra lại đàng hoàng hết cho anh. Chủ xe có yêu cầu em là thay cái này thì các bạn cũng biết là cục cao su này ở đâu ra các bạn. Chỉ có sợi dây điện dính trong cụ lửa thì nó mới có được cái này. Mua một là mua theo xe,
Còn không là hãng nó sẽ bán nguyên cục về, nó bắt mình mua mới. Rồi chào các bạn, làm nhìn chân là cái gì? Là đây nè các bạn, rõ ràng nhất cho bạn dễ hiểu nè. Bánh trước, bánh sau, phục trước, phục sau và kiểm tra cái gấp của mình. Đó, thì bây giờ ví dụ như là dựa trên tình trạng xe các bạn khi mở ra, ví dụ xe này nè, mở ra cao su gấp là mới nè, là không thay nè. Còn ví dụ cao su gấp nào mà lâu quá đi, không có thay á, nó bị rách á, thì mình sẽ thay. Dàn chân là sẽ gồm là phục trước, phục sau và cái dẫn ba các bạn luôn nha các bạn, là gồm chén cổ á. Thì xe này cũ người ta có làm chén cổ nè, và sẽ bầm nữa. Đó, cổ này là tinh biến này là cái gì không? Cái này kêu là cái bánh trước. Bánh trước nha Tiết. Vậy bạc đạn nè, bạc đạn bánh trước và bạc đạn bánh sau bắt đầu xét nè. Đó, và nó bị hột tay thì mình sẽ thay bạc đạn bánh trước, bạc đạn bánh sau và mình kiểm tra tăng bu. Tăng bu nếu mà nó bị khuyết, nó mất quá nhiều, mình sẽ có cái thước mình đo hơn các bạn ha. Mình đo đủ chiều dài của nó, đủ đường kính hình tròn á, trong cái giới hạn cho phép thì mình để. Còn nếu mà không đủ á là mình phải đóng tăng bu. Thì khi mà đóng tăng bu lại mình sẽ thay bố thắng mới. Đó, bố thắng trước, bố thắng sau, bạc đạn bánh trước, bạc đạn bánh sau, cao su gấp, cao su đầm cũng sẽ là nằm trong phần dàn chân. Phu giờ 2 nó hay bị cái này nè các bạn. Cái gì vậy ba? Cái này là cái má đầm sau. Thì nếu mà đi á mình đạp thắng sau á mà nó chui cái cọc là do nó bị lỏng cái này nè con. Đó, thì lỏng cái này á em xử lý được nha các bạn. Còn các bạn bóp thắng trước á mà nó chui cái cọc là nó lỏng cái này. Em muốn xử lý cho các bạn được. Và xe này là các bạn đang thấy là xe quay y. Quay y đời Phu giờ 2. Đúng, quay y. Thì mình sẽ đóng cái này lại. Được không? Đóng cốt má đùm. Được không? Gì vậy ba? Còn cái này là bóng đèn. À, bóng đèn bị cháy. Đây. Bóng đèn bị cháy đen. Nói chung là xe này là sẽ làm máy, làm nhiệt chân và kiểm tra tổng thể lại cho chủ xe. Đó, bóng đèn trước, bóng đèn sau, tất cả mọi thứ. Bánh sau nè, mình sẽ đem ra nắng cho bạn coi, nó bị xét. Mình đang bui sọc. Tin thấy này nó bị xét không? Đó. Rồi cái này là bị sọc, kêu là sọc tăng bu. Và mình làm lỗ sườn nữa nha các bạn. Ví dụ kiểm tra tình trạng lỗ sườn nè, nếu mà có lắc thì mình làm. Lỗ sườn là cái này. Cái này là cốt chống đứng. Đó, cái này kêu là cốt chống đứng. Làm đồng cốt chống đứng và làm đồng lỗ sườn là làm chỗ này. Hiểu không? Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Thì đây là quá trình em sẽ làm dàn chân cho xe này. Thì như các bạn sẽ thấy nè, là làm dàn chân là sẽ gồm gì. Tí em lấy cái chai nước mát với lại cái tiếp mỡ bò ra để khán giả khỏi lầm tưởng. Làm dàn chân không có nước mát đâu nha. Đó, rồi. Thì bây giờ làm dàn chân nè, là sẽ gồm bánh trước, bánh sau nè, chẳng ba nè, phuộc nè, và hai cái má đùm nè, hai cái cốt má đùm nè, phuộc sau nè. Phuộc sau này em đem á, em bỏ cái tăng nặng ra đi. Chủ xe không muốn cái phuộc nặng nha. Chủ xe nói là chủ xe chỉ muốn thích phục nhẹ và dịu thôi. Vì anh đi một mình là số ký anh cũng nhẹ nữa. Đó. Rồi tiếp nè. Một sợi dây thắng nè. Lọc xăng nè. Cục canh bánh nè. Phốt bánh nè. Bố thắng nè. Lọc gió nè. Cao su đùm nè. Bộ cao su các chân sau nè. Chén cổ nè. Một cái nhông tải trước em rét nè. Một cái dĩa nè. Một sợi sơn nè. Một bộ bạc đạn bánh và bạc đạn cù dĩa nè. Một cái kèn xe này hư nè. Bây giờ là sẽ tiến hành ráp. Nhưng mà nè, các bạn sẽ coi em xử lý vấn đề. Ví dụ như là ở đây cái bánh sau khi mình xài lại cho người ta, thì trên cái bánh sau này nếu mà nó không bị mòn đó, bánh sau này nó không bị thiếu tăng bu đi, thì mình không đóng tăng bu lại mà mình chỉ đẩy bách láng cho chủ xe. Còn về phần bánh sau nè, bánh sau ở đây á, là đa số xe nào cũng vậy, 10 xe hết 10 xe luôn các bạn, là bánh sau sẽ anh em mình đi như vậy mình quen á, là bánh sau mình đạp nhiều hơn cái bánh trước. Là bánh sau là đóng tăng bu lại nè. Sau khi mình đóng tăng bu giờ mình phải vệ sinh nó lại. Đó, thì kêu là đóng tăng bu bánh sau. Còn đóng lỗ cốt má đùm là gì? Là các bạn sẽ thấy được ở đây là em sử dụng vàng 4 số 9. Đó, là cái bạc thao ở trong các bạn. Các bạn thấy phần bạc thao không? Là mình làm cái lỗ cốt này nè, cho nó bót lại, nó không có rơ lắc nữa. Đó, rơ lắc là làm sao? Là cái cốt các bạn nè, nó bị lắc cốt. Còn đây khi mình đóng bạc lại nè, không lắc cốt nữa, mình đạp thắng đồ an toàn hơn. Đó, anh em nào mà vô số cọc 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 á, hay cái nhông này nó đỡ lắm.
lọc gió thì nó không nằm trong phần dàn chân các bạn, nhưng mà ở đây là quay luôn để mà thể hiện rõ ràng cho chủ xe coi. Còn một cái nè rất là quan trọng nè, bật đèn bánh á thì ai cũng hay thay hết đó, đúng không? Nhưng mà khi thay bật đèn bánh đó nha, các bạn lại không thay phốt bánh. Rồi á, khi các bạn thay phốt bánh, các bạn lại quên một chi tiết quan trọng nhất là ông này, cục canh bánh trước. Cục canh bánh trước này các bạn thấy là nó bị khuyết không? Nó khuyết rất là nhiều và nó sọc rất là nhiều. Đó, thì bắt buộc luôn là các bạn muốn cái xe các bạn bật đèn sử dụng bền, đi lâu, tuổi thọ thì các bạn phải thay phốt bánh. Mà khi thay phốt bánh vô á, mà đối với một cái cục canh bánh nó bị khuyết như vậy nè, thì không thể nào mà nước nó không vô được. Thì dĩ nhiên cho dù các bạn có sử dụng cái thằng bật đèn này tốt thì tốt, tốt cỡ nào luôn, thì nước nó vẫn vô. Thì khi mà nước vô, mình nói với các bạn, đồ sắt mà gặp nước thì dĩ nhiên nó phải bị sét và nó bị hư thôi. Đó, cho nên là không thể nào cứu được. Cho nên đó là cái cách mà các bạn phải xử lý vấn đề thì tốt hơn. Để mà phải hiểu vấn đề thì các bạn làm nó để mà trọn vẹn nhất cho chiếc xe của mình. Rồi, em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là em ráp phần dàn chân của xe này lên. Chào các bạn, đây là cặp bánh xe quay y. Bây giờ là em sơn chống sét, tăng độ bền cho chủ xe xong nè. Giờ là em sẽ tiến hành là em thay dây tim, thay ruột. Ruột xe này đi đặc biệt lắm nha các bạn. Ruột đi xe này đúng của quay y luôn. Thì em sẽ quay cho các bạn coi. Em chào anh chủ xe. Thì ốc phùng xăng nè, ốc này là đầu 8 nè, là sai nha. Thì đúng ốc này là đầu số 10 này nè. Đó, thì bây giờ em sẽ trả bốn ốc này về lại ốc dinh cho anh. Bốn ốc này là ráp, này là ráp tầm 7 rồi, không có đúng ốc, em sẽ trả về lại. Đó, bốn ốc số 10 có chỉ là đúng ốc của anh á. Xe anh ốc Thái là ốc xe ốc có 10 có chỉ hết á. Đó, rồi đó là nó giống vậy nè. Đó, mình đỡ đó, con này đúng dinh nè, rồi để con anh vô đó. Thì đó như vậy nè. Rồi giờ em trả về lại. Chào bạn, thì em chào anh. Đầu tiên á là cái lốc của anh á, thì anh thấy nè, dù như bên đây nè, tất cả toàn bộ hoài nè, em rửa được rất là sạch và rất là kỹ cho anh đó. Nhưng mà cái lốc này ở trong á, cũ căn bản cái này nó bị cháy cái gì á nha, không phải cháy nhớt. Anh thấy những cái nâu nâu sậm sậm này nè, là em rửa không ra nổi. Em rửa bữa giờ là khoảng hơn ngày rưỡi rồi đó, nó chỉ được tới đây thôi. Đó là anh thấy những cái phần mà sậm sậm vậy nè. Đó, bên đây cũng vậy, là em cố gắng rửa sức bề mặt đồ thấy rất là đẹp hơn. Nhưng mà ở trong đây là nó cháy, có thể là lúc đó là những cái người sử dụng trước, người ta sử dụng cái nhớt gì á, nó bị keo lại hay là sao rồi em không biết. Đó, thì lốc là rửa sạch sẽ cho có đó. Vấn đề thứ hai tiếp là cái dơn. Dơn này á, thì em sẽ sử dụng lại là tay dơn mới. Bật đèn dơn em sử dụng là bật đèn dơn NTN của Nhật. Đó, và em sẽ thay đúng thông số luôn ha, là bên nồi sẽ là mã C3 và bên này là không C3, 63-22. Rồi, số em sẽ thay cho anh một bộ số mới. Bởi vì đầu tiên vô xe này là có hú. Hú thì hú số, hú nồi, hú lửa. Mình phải triệt tiêu những cái mà trước mắt trước. Là đầu tiên em sẽ thay bộ số là khó nhất. Tại sao? Bởi ví dụ như các bạn cặp nhôm nồi, các bạn có thể mở nắp nồi ra các bạn thay được. Nhưng mà hú số là các bạn phải chẻ nguyên cái máy ra, nó rất là phức tạp và rất là khó khăn. Thì tại sao đây là những cái lần mà đầu tiên mình làm luôn thì mình không giải quyết nó cho chủ xe, đúng các bạn? Rất là nhiều người hỏi là tại sao phải thay bộ số người ta, mà trong khi đó là cái người chủ xe người đang khó chịu về chiếc xe người ta, đúng không? Đó. Rồi bây giờ thứ hai là hú nồi. Hú nồi thì em sẽ thay nguyên một cặp nhôm nồi mới. Đó, thực sự mà ví dụ như ở đây là năm 2024 rồi, có thể lấy nguyên một cái nồi cúp 125 đời mới gắn vô nhôm xéo là nó càng êm nữa. Chủ xe nào mà chịu chơi là hay gắn cái đó lắm, các bạn thấy em hay gắn vô xe neo á. Đó, đây là cặp nhôm nồi mới. Còn anh có muốn quyết định anh thay qua cặp nhôm nồi xéo của cúp vẫn được luôn nha, thì anh cứ báo em. Rồi thì em thay cặp nhôm nồi mới xong á là em sẽ thay lại cái chuông luôn. Em không sử dụng chuông hãng, em thay lại cái chuông của em. Đó, lá bố em sử dụng lại đúng lá bố Thái cho anh nè. Mặt nhôm này, mặt nhôm trên xe anh đúng mặt nhôm Vinh, em xài lại bình thường. Lá bố em thay lại lá bố. Lá sắt em thay lại lá sắt hãng Honda Việt Nam. Cốt bằng số em thay cho anh một cốt bằng số mới. Và em sử dụng bộ lò xo 3 nặng 3 nhẹ.
3 lò xo zin trên xe và 3 lò xo nặng của em. Thì ở đây là chọn gói và phần nồi. Camera quay giùm anh chậm từng cái sinh, từng cái phốt, từng cái ron. Đó. Rồi. Tiếp đó là về phần đầu bò. Đầu bò qua đây của anh á là đầu bò OT. Đó. Thì em sẽ thay là một cái số bắp CNC, bởi vì số bắp này hư. Em thay số bắp này. Còn số bắp này chưa hư, em sẽ chỉnh miệng lại, em xài lại cho anh. Chỉnh miệng lại là làm sao? Là mình sẽ xử lý những cái đường này nè cho nó ăn đều lại với cây số bắp. Và nó ăn một cái độ đường chỉ nhỏ nhất định thì cái đầu mình sẽ đi bền và đi êm hơn. Ốc tán chỉnh cò phố số bắp em sẽ thay lại ốc tán chỉnh cò phố số bắp mới hãng cho anh. Rồi. Về phần lồng á, lại này là lồng cũ trên xe anh nè. Bê tông và bạc á là em sẽ thay bê tông bạc. Thì em sử dụng là đúng bê tông chính hãng Honda Thái Lan luôn nha. Bê tông cốt 1 và bạc cốt 1 chính hãng Honda Thái Lan. Lại cho anh. Đó. Rồi. Full bạc đạn máy em sử dụng là bạc đạn NTN. Cam cò em xài lại cam cò cũ theo xe. Đó. Cái này là áp bê tông sẽ thay mới. Quá trình chuẩn bị là như vậy. Rồi giờ em sẽ tiến hành em ráp. Chủ xe có dạng nếu mà những con ốc bên đây nè có dập quá thì thay. Còn nếu mà không dập thôi, ốc đầu này nè, mấy cái đầu được có dập thì thay, không dập thì thôi. Đó, chủ xe có dạng. Chào các bạn. Thì trong quá trình em ráp thì em có gửi cái clip là em ráp máy cho ảnh. Ảnh hỏi em là ụ tay cặp nhông nồi Super Cup là gắn vô được cho xe quay y 125 của anh hả em? Đó. Thì mình nói với ảnh là dạ cái này em thực hiện mấy năm rồi anh à, chứ không phải mới đây đâu. Đó. Thì bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn luôn. Là cặp nhông hú của của Cup 125. Đây, các bạn coi mã của nó là mã KOG các bạn, là mã của Cup. Và ở đây á là nó là từ chất lượng nha. Từ chất lượng nè, từ nước thép nè, từ tất cả mọi thứ. Nó sẽ khác hết 100%. So với lại là chất lượng phụ tùng Thái Lan và Honda Việt Nam mình. Bởi vì xe Cup các bạn cũng biết rồi, cái giai đoạn đầu á là phụ tùng á là xe Cup là Cup Nhật. Chất lượng luôn là Nhật hết. Thì các bạn coi nè, từng cái con tán ly bê nè, rồi từng cái màu nè, đó là nó thật sự là nó rất là đã, nó khác biệt hết. Thì bây giờ để gắn được cặp nhông Cup này vô á, cái xe Full Channel này, thì các bạn cần cái gì? Đầu tiên là giá về một cặp nhông này không nè, là chưa có gì hết á, là nó ra mắc tiền rồi. Thì mà để mà gắn được cái này vô á, là các bạn coi sao chuồng heo nè. Những con tán liver đồ zin đó các bạn thấy nó mỏng không? Mỏng, nhỏ và thép nó tốt. Và cái bạc lót đồ của nó trong luôn cũng vậy nữa. Đó. Thì để mà gắn này vô được cho xe quay y 125 đời máy Full 2 hoặc là Full Neo, Full 2 thì các bạn cần cái gì? Thì mời các bạn coi clip này là cặp nhông nồi Cup sẽ gắn cho máy là Full 2 nha. Mình tạm gọi máy Full 2 để anh em đỡ rối. Điện xe này nè là em mổ ra hết, em kiểm tra dây điện lại từ đầu cho anh trai chủ xe này. Bởi vì dây điện ở trong nó bị thúi nha các bạn. Neo nào đi Full 2 quay y mà bị bể cái miếng yếm ở đây nè, thì các bạn gắn ba ga, các bạn kiếm em nha. Sau này là có sản xuất những cái bát CNC này nè, để làm chi, để mà chống bể cái yếm á. Thì giờ em sẽ thay cái yếm ổ khóa, cái lường giữa của quay y lại, và em sẽ gắn cái bát này vô. Lát nữa lúc mà gắn em sẽ báo cho các bạn biết. Em chào anh, mời camera quay ở đây. Thì ở đây á là em xử lý xong cho anh rồi nè, là em thay miếng nhựa mới, nó không còn bể nữa, và đã chế một cái bát vô đây để mà sau này nó chắc chắn không bị bể miếng nhựa này nữa. Rồi, dây ga, dây thắng là em xúc lại ha. Dây thắng là em có để em thay cho anh luôn đó, đúng đời của anh luôn. Rồi, bánh sau là em thay vỏ Dunlop T900 chữ vàng đó. Sơn lại ba nắp lóc. Cái mang cá này á, là em mua mang cá mới cho anh hơn, là cái phần này nó là nhựa chết không phải là sơn.
đó, bình thường em may sơn nhưng mà đúng đó là như chết đó, là mua nắp men cá và nắp bảo vệ nắp nồi mới cho anh. Rồi yên này là em giữ lại cái da, đúng cái da dinh của anh luôn ha. Em chỉ làm mút làm đồ lại thôi đó, và tất cả những cái đồ nào em làm cho anh xem, em thay ra anh sẽ gửi trả về lại cho anh. Cảm ơn anh rất là nhiều.